Xin chào các bạn và tất cả mọi người. Cần bảo trì cái cố đếp Simmer 525A MTB thắng đĩa. Và để các bạn chuẩn bị một số dụng cụ như là cái bộ cạo chén cối nhé, chén cối của đùm Shimano, và hai cái chìa khóa, một chìa khóa con lóc con 15 và một chìa khóa miệng 17, dòng miệng 17 cũng được, để chúng ta xả con, tháo thắng lóc con đó, tháo ra. Một lục giác 10 ly để chúng ta mở cái ống nhổ trong đó. Một cái chìa khóa 22 hoặc là molex để chúng ta mở cái kết hợp với cái tool này nè, mở cái chén trong clip ra. Phần không thể thiếu nữa là hai con vít, có thể các bạn dùng hai vít nhỏ mỏng nha, hoặc không có thì dùng hai con vít lớn chút xíu cũng được, để hai cái này chúng ta bẫy lấy cái force, cái mấy cái miếng siêu rubber seal á, để chặn nước trong bụi trong đó, lấy ra lấy đều cho nó không bị dính. Nếu chúng ta lấy một cây thì trước hết chúng ta làm vệ sinh sơ cho chúng sạch sẽ chút xíu đi nha. Thì trước khi làm có clip á, thì các bạn nên kiểm tra coi có clip này nè, nó có rơ nhiều không, rơ nhiều hay không, và tiếng kêu như thế nào, và kể cả về trục bạc đạn. Khi chúng ta kiểm tra thì ta phát hiện được những cái nào mà tình trạng xuống cấp giờ còn xài được, để chúng ta biết và làm một lần. Chúng ta nhớ cầm chìa khóa cho đúng chiều nhé. Rồi. Thế này cũng được. Xả tán con. Sau khi xả tán con bên má đĩa xong thì có thể nha các bạn, con tán lóc con à. Và bây giờ đến con tán xả con ở trong, có thể nó còn nặng so với cái cốt, thì chúng ta dùng chìa khóa 17 nè, đưa qua phía bên clip chúng ta nhả ra. Rồi, xong như là đã nhẹ hết. Chúng ta phải dùng tay dặn ra. Và các bạn nên nhớ là đùm chúng ta đang xài, xe đang xài và đã qua sử dụng, thì mỗi bên đạn á, bên mỗi bên một viên con nó ăn đều với mỗi viên đạn, thì khi chúng ta tháo ra viên đạn bên nào con nào để theo một bên đó. Sau khi vệ sinh xong chúng ta gắn đúng vị trí của nó, đừng gắn lộn bên đây qua bên kia, nó không tốt, tại vì nó đã xài qua thời gian rồi. Rồi xong, khi chúng ta tháo cái cốt này ra nè, khi chúng ta tháo hai tán con, một tán con và tán xả ra, các bạn thấy dơ nhiều quá, rồi chúng ta đẩy cái ti về phía bên kia một xíu, không lấy ra, nếu mà lấy ra đạn bên kia sẽ rớt ra. Rồi bây giờ chúng ta dùng cái vít có 500 nha, chúng ta thấy lấy đạn, các bạn thấy nhìn kỹ nha, đạn trong đùm đó là đã khô rồi đó, khô đạn vẫn sáng, tất nhiên là không có nước vào đó các bạn, rất là tốt. Tại xe này là xe của công ty, thành ra chính tôi là người bảo hành và bảo trì nó có thời gian nhất định, và không bao giờ xịt nước ra, không có nước vào. Rồi chúng ta lấy đạn ra nha. Khô mở rồi. Viên bi sau, đùm sau thì mỗi bên có 9 viên. Là đạn con bi đấy. Sau đó chúng ta dùng hai vít nhỏ này các bạn đấu với nhau. Đó, giống như một cái dấu nhân nha. Đó, đấu kiếm nha. Giống như đấu kiếm vậy đó. Rồi, bạn thấy nha. Để giờ cho các bạn thấy nè. Rồi chúng ta cùng bẫy nha. Bẫy một lượt. Thì cái miếng cao su này nó không có dinh, tại mặt ngoài là cao su, mặt trong là có miếng kẽm,
Thành ra nếu mà chúng ta bảy không đều hoặc lấy từ bên á thì nó về dinh. Hai vít này hơi nhỏ nha, chúng ta thay vít lớn chút xíu. Các bạn xem nha. Ok chưa các bạn? Đẹp trai nha. Rồi. Ta rút cái ti ra, xin lỗi, cái cốt đùm ra, cũng dùng vít 500 lấy bi ra. Tất cả chín viên rồi đủ. Các bạn thấy viên bi hơi vàng ngã vàng nha. Tương tự chúng ta dùng hai vít, giờ chúng ta dùng vít nhỏ nha, chúng ta bảy thế này đây, nhẹ từ từ nha các bạn, điều tay nhé, đừng để bên mạnh bên yếu quá. Ok ra. Bây giờ chúng ta làm vệ sinh sơ đi, trong để chúng ta thấy xem ở trong nó có cái gì. Các bạn thấy đây có cái chén cái đạn, cái chén á để chứa dòng bi đó, nằm trên clip đây, có cái g âm vô nè nha, ta kêu một chốt argo, argo âm. Thì đối diện ở trên có một con, hai con đối diện nha. Thì bây giờ chúng ta dùng cái là cạo, cạo đây nó có hai argo, chúng ta để vào, chúng ta xây sao cho hai argo xịt vào. Rồi các bạn thấy chưa, cứng rồi đó. Thì trước khi mà chúng ta cạo, chúng ta làm vệ sinh cái cối lít này nè, ẩu lít này nè, thì nếu mà chúng ta để nằm trong á, trong bánh xe đó, chúng ta làm rất là khó, chúng ta nên lấy ra. Thì giờ trước hết lấy ra thì chúng ta nhả cái chén này nè, chén con này nè, chúng ta nhả ra cho một vòng, nửa vòng gì đó cho nó nhẹ, để một lát khi chúng ta lấy cổ clip ra ngoài chúng ta tháo nó dễ hơn. Còn nếu chúng ta không lấy ra đó, lắc ra ngoài cũng được mà nó khó lấy. Các bạn nên lấy nó tốt, lên trước nha. Rồi giờ đi bên đây, tôi xỏ từ bên kia qua, từ bên má đĩa qua, xong các bạn thấy cái chén nha, cái tuôn để vào xây. Rồi các bạn nghe đó, chúng ta xây gá vào vừa nặng tay thôi nha các bạn. Nhớ là để cho hai cái chén cọ, cái tuôn này nè, nó có hai gô đó, nó sụp dầu vào trong. Chúng ta không nên dạng cứng quá vừa, tại nó chỉ nhiệm vụ của nó là chỉ giữ cái tuôn này thôi, không cho cái argo âm và argo dương nó trật ra ngoài. Thì khi chúng ta dặn ra cái này là nó ra cái chén này á, nó được dặn ra ngược, thì khi chúng ta mở ra là chúng ta mở theo chiều kim đồng hồ, chiều xuôi nha. Các bạn dùng chìa khóa 21 hoặc là tùy theo cái tuôn nha, có tuôn chìa khóa 19 cũng có, thì có thể dùng mỗi lách cũng được. Rồi kéo ra nha. Ra 1/4 vòng các bạn, nhẹ rồi. Bây giờ chúng ta không cần tháo ra ngoài nữa, không cần lấy ra ngoài, tại chúng ta lấy ra ngoài thì nó rớt đạn ra ngoài lắm. Xem như cái chén này nè, đã được nhả lỏng rồi đó. Bây giờ chúng ta lấy cái cấu clip này ra, nguyên ổ nguyên cấu clip ra, thì chúng ta dùng cái chìa khóa, xin lỗi, thì chúng ta dùng cái lục giác 10 ly,
nên có cái chiều dài xíu nha các bạn, như thế này để chúng ta có cái góc độ chúng ta gịch. Rồi đây là chiều cái ống nhỏ đây nè, để gá cái cối clip vào cái đầm thì nó có dàn ống Rune con lớn, mà nó dặn ống nhỏ đây nè, dặn răng xuôi. Bây giờ chúng ta phải tháo được chiều cái đồng hồ. Nếu các bạn không quen, các bạn tháo ra và các bạn không nhớ thì các bạn nên có một cái khay như thế này đây các bạn, trên đây các bạn viết dãy số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gì đó, thì cái nào tháo ra trước các bạn để về số 1 theo thứ tự 2 3 4 5 6 đến số cuối, và khi ráp vào thì cái số cuối sẽ là cái số đầu tiên sẽ là ráp sau cùng. Rồi bây giờ các bạn thấy ống nhỏ đây, trong đây có cái miếng lông đền đây để nó trượt và không bị đây các bạn thấy hai mặt ha, mặt trái và mặt phải, mặt trong đây, mặt ngoài nó có cái miếng này nè, đó, đưa vào đây và lấy cái ống nhỏ ra. Trong cơ khí này từ ngữ của người Việt mình nha các bạn, từ mình đặt á, theo ống nhổ ống cổ trầu á. Rồi các bạn xem trong cái đầm có răng này, răng Rune này cỡ răng dò dĩa của Scrum với SSA đó, mà răng con nha các bạn, con nha, chứ cứng thúc vô thì cái này cứng không di động, cố định luôn, chạy là chạy chỉ phần thân thôi. Trước hết là chúng ta lấy cái dùng cái mũi dao nhỏ nha các bạn, đừng, và cẩn thận lấy cái miếng force, cái miếng chặn nước nè, chặn mỡ nè, chúng ta lấy ra chúng ta xem bên trong đạn coi nó có tốt hay không. Nếu như tình trạng mà trong nếu như cái tiếng âm thanh và cái cối này nó chưa có rơ, tiếng vẫn tốt và đạn trong đây chưa bị đen sáng là cái cối clip này còn rất là. Kiểm tra âm thanh nè, chúng ta nghe như thế nào, và lúc khi mở ra, trước khi mở ra chúng ta đã kiểm tra rồi coi nó có độ rơi không, xem như tình trạng còn 80-90%, 70-80% quá tốt thì chúng ta không cần tháo ra làm vệ sinh. Nếu như cối này đã bị đen, nó hư hết thì chúng ta sẽ tháo ra làm vệ sinh, và chó bị liệt ha, là nó không còn tiếng kêu gì nữa đó. Còn bây giờ nếu tình trạng đang tốt thì chúng ta dùng nhớt nha các bạn, nhớt chúng ta tốt nhất dùng, không dùng nhớt 10 nhớt của sơn, mà chúng ta dùng nhớt máy, nhớt 30, 40, 50, nhớt đó nhớt nào cũng được, chúng ta nhiễu ít vào lại thôi cho rút vào từ chúng ta. Trên có clip này nè, hai dàn đạn này các bạn, dàn đạn bên đây, bên trong và bên ngoài. Đa số là mấy anh này rất là sướng, mấy anh ta nghỉ không, chế độ nghỉ không, ít khi nào mà chạy lắm, chạy là chỉ chạy phụ trượt thôi. Bây giờ các bạn lên xe đạp, có khi nào trừ ra các bạn lên mang xe lên đỉnh đèo, các bạn đổ đèo xuống á, đèo 30-40 cây số á, thì lúc đó mấy anh này mới làm việc nè, nó chạy mà nó chạy nhẹ lắm, chạy trượt thôi, đúng không? Nãy xe chạy nè, nó trượt vậy nè, cái bánh quay nó trượt chứ nó không làm gì đó, sướng lắm. Bây giờ các bạn ở miền các bạn xách ra sáng rồi các bạn ra chạy xe, hầu hết các bạn đạp thì các bạn đạp thì trong đây nó không có gì là tải cả, nặng nhất là hai chó ngược và hai chó nó móc nhau đó, nó hai đầu nó chịu lực rất nặng, rồi các bạn đạp lên đi, còn những anh khác là cứ nằm chơi không làm gì hết, khi ngưng đạp thả lỏng thì nó mới chạy, nó trượt. Thành ra trong đây tuyệt đối chúng ta không vô mỡ bò vô dàn chó nhé, mỡ bò nó sẽ làm rít con chó nhảy không
cái nhịp độ, cái nhịp nhảy đó, con chó nó sẽ bị chậm đi và sẽ mất âm thanh riêng của nó, mất âm thanh của nó không còn kêu nữa. Và ít bữa nó sẽ thành đất thì nó rít rồi nó liệt, nó hít con chó luôn, con chó không nhảy luôn. Thì khi chúng bây giờ đang trong cái clip này, chúng ta trở lại cái vấn đề là chúng ta đang bảo hành nó, thì nó cái clip này đạn của nó đang dơ và chó tiếng kêu của nó như có, nói chung là tình trạng không tốt, chúng ta cần tháo ra để làm vệ sinh và vô mở. Thì khi tháo ra chúng ta vô mở ít thôi, mở mở bò, mở bọc đạn đó, chúng ta gá vô mấy dàn con này nè, để làm gì, để cho mấy viên đạn này giữ mấy viên đạn này lại cho nằm, thì chúng ta gá vô. Bên đây cũng vậy, không vô nhiều. Sau khi vô rồi gắn vô làm vệ sinh, tra vào hết, chúng ta nhiễu và dầu vô. Thì khi chạy nằm như này các bạn, hai dàn đạn nè, đạn nằm ở đây, còn chó nằm dưới, nằm giữa nè, là nó có hình xuống như nè, có hình giống như hình lồng chảo đó, nó thì mở nằm nhớt nằm giữa đó, nằm trong đó, nó không làm chó bị kẹt và làm con chó trượt tốt. Còn đối với nếu mà dùng mỡ bò rồi mỡ Shimano nó mắc quá thì là chúng ta nên dùng nhớt là được rồi. Còn hai dàn đạn này chúng ta trước khi gái vô chúng ta cho nhớt, cho mỡ bò để nó giữ mấy viên đạn lại, ít thôi, không nhiều lắm nha, nhiều không tốt. Bây giờ lấy cái chén ra, chúng ta nhớ là nó là răng ngược, cái chén là răng ngược, thì tháo thì khi cái chiều mở ra là phải là cùng chiều kim đồng hồ. Rồi trước khi tháo ra đó các bạn để vô trong cái khay hoặc cái tô, cái dĩa cờ khí á, nói chung như thế này, để tránh nó rớt bi, tại dàn bi nó các bạn thấy không, tôi mới vừa để xuống là đã rớt ra hết rồi đó. Đây các bạn thấy dàn đạn trong và đạn ngoài, chén. Thì đây có hai lông đền, đây các bạn thấy dàn chó không, cấu tạo chỉ hai chó thôi nha các bạn. Thường thường thì những ổ clip mà bật đạn đó không phải của Shimano á, thì ổ clip đùm bật đạn á thì ba con chó, ít nhất là ba con chó. Còn đây thì Shimano làm chỉ có hai, thì người ta làm đây hai con chó ba con hình tam giác cân. Nhưng mà anh Shimano này á, có một bên đây nè, bạn nhìn kỹ nha, đây là cái gối thay thế con chó, hai con chó và cái gối. Khi hai con chó này bám đây là gối chịu đây. Rồi các bạn xem nha, nó có mấy miếng lông đền đây, hai miếng, một miếng cứng ở dưới chịu và miếng nhỏ đây, miếng mỏng đây, thì để khi chúng ta dặn cái chén vào đó, dặn cái chén vào thì nó trượt dễ dặn hơn nha. Đã có canh sẵn hết rồi, vậy ra thì Shimano nó có hai, có cái lò xo, và lò xo có tiếp, có hai đầu có tiếp điểm là định vị luôn, xác định vị trí cho hai lò xo phải nằm đúng thế này thôi chứ không có nằm sai được các bạn. Thì lò xo nó mới bóp cho hai chó nhảy. Trong cái đây các bạn thấy nó có một dải răng, dải răng hai chó này răng ngược về phía sau, còn dải răng này móc ngược về phía trước, khi đạp thì họ sẽ dướng với nhau, đúng không? Đây các bạn xem, đây cối Shimano đó, bạn nhìn kỹ nha. Bạn thấy một chó nè, hai chó nè,
Còn đây mới nhìn tưởng chó ha, đúng không? Nhưng mà nó là cái có cái gối chiều cao của nó bằng với chó để nó chịu lại. Các bạn xem đây, cái lò xo chúng ta chịu chó lại nha. Đây lò xo, nó là lò xo bóp nha các bạn, nó cũng giống như làm từng đó nè. Chúng ta mở ra thì nó kéo, nó bóp vào là tương tự lò xo kéo nha. Rồi chó bạn nhìn kỹ đây, hai con chó nằm hai bên nha, hai con chó nằm hai bên. Còn đây là cái gối nha các bạn, điểm chịu sên, ủa xin lỗi, đây là cái gối, cũng là cái điểm chiều cao của nó gần bằng cái điểm của mấy con chó, mấy gối chó khác, và nó là cái điểm để hai cái đầu lò xo chịu vào, lò xo không di động được. Chúng ta đã vệ sinh xong tất cả và bây giờ ta vô dầu mỡ và ráp vào. Thì các bạn nhớ những viên đạn trong cái khối clip nó rất là nhỏ, nhìn chi tiết nó nhỏ quá, thành ra đối với tôi thì đeo găng tay vô nó mất cảm giác và không làm được. Lý do tôi sẽ rửa tay sạch và dùng tay, không dùng găng tay. Các bạn xem kỹ cái miếng phốt nha, cái phốt này, cái này mình kêu phốt này, nó có hai cái miệng nè, cái miệng ngoài nè, nó có lá, cái lưỡi nó đưa ra ngoài nè, và bên trong cũng vậy, đưa cái mặt, cái miếng trong nè, dòng trong á cũng đưa ra ngoài. Hai miếng này bám sát vào hai thành này và cái thành bên trong, chống nước. Khi chúng ta đạp á, mà nếu mà chúng ta gắn sai vị trí á, sẽ nước sẽ lọt vào bên trong. Trước hết chúng ta ráp chó vào, chó lò xo, sau đó sẽ gắn cho ít mỡ bò và cho cái dàn đạn nằm trên cái phần trong của cối clip. Rồi các bạn nhớ đúng chiều nha. Bây giờ các bạn đang ngồi hướng đối diện đó, hướng từ sau bắt các bạn nhìn tới thì cái xe chạy thế này, thì trong đây chúng ta không thể nó bắt được đâu, nó có cái gờ hết rồi, không thể nào bắt được. Chúng ta có cái đây, nó nằm vị trí này ngay khe để cho cái lò xo chạy qua, bọc lên ha, đè lên đây cho thế này. Rồi một kế bên chúng ta ra nắm xây chiều làm sao cho mà nó thuận cái bàn tay. Rồi kế tiếp hai con, đúng không, chúng ta để lò xo lên. Lò xo thì bắt buộc phải có tiếp điểm. Rồi tiếp điểm đây nha các bạn, thì chúng ta đưa cho nó một đầu vào trước đi. Ok, đồng bên, đúng không, xong. Nhưng mà lò xo chưa ôm vô hết nè, chúng ta phải dùng cái lưỡi dao nhỏ đó, chúng ta kéo cho lò xo nó chạy cho đủ nha. Đó, để kiểm tra coi chó nó nhảy đúng hay không, nhảy đều không. Rồi đúng rồi các bạn, chúng ta không nên đưa cái đạn vào cái phần chén này, tại vì khi chúng ta đưa phần chén này vào nó đi cái đường dài quá, nó sẽ đạn dễ bị rớt ra. Thì cái phần trong của cối clip nè, nó từ trong đưa ra ngoài thì đưa ra bằng mặt này thôi,
không cái dàn chó không lú ra ngoài này, thành ra đạn nằm ở trên dàn chó thì chúng ta đưa dàn đạn nằm vào đây nó dễ hơn, đúng không? Tương tự chúng ta cho mở vào, mấy anh này đa số nằm nghỉ mà, khi nào chúng ta không đạp á thì mình mới làm việc chút xíu à. Xe đạp mà chúng ta mua mà chúng ta không đạp vậy đã đậu hoài, đúng không? Rồi xong, mấy anh này nó ít hư lắm. Rồi cái này bây giờ phải dùng tay đây, lần một viên nữa các bạn ơi, không nhiều nha. Đây, tôi để bằng tay các bạn thấy đi, cho nó dễ. Chúng ta đưa theo chỗ này dễ các bạn. Đó, nó có gà. Chúng ta đưa theo chỗ này nó dễ hơn nè. Nó có cái gờ đó, có cái gờ, chúng ta kéo nó giữ viên đạn lại. Ok, rồi bây giờ chúng ta sắp xếp cho mấy anh này anh nằm cho ngay vị trí, đúng không? Xem chúng ta đã đưa mấy viên đạn này nè, nằm đúng vị trí hết. Rồi vậy nha, các bạn sẽ dùng bất cứ một ngón tay nào mà các bạn cảm thấy mà nó thuận tiện cho các bạn mà dễ. Thì hiện tại dàn chó không có mở, không vô mở nha các bạn. Mở các bạn vào là nó sẽ kẹt, nó nhảy chậm đó, thì tôi nói rồi đó. Thì bây giờ chúng ta và mấy viên đạn này cần mở ít chứ không cần nhiều. Chúng ta có thể thêm bên đây miếng đây, đây rồi dây chén chúng ta cũng cho thêm chút mỡ bò vừa thôi các bạn ơi, đây không có nhiều nha, tại vì mấy anh này nè cũng ảnh sướng lắm, ảnh nằm chơi không à, khi người ta đạp ảnh chỉ có chịu mấy chó cứng rồi ảnh mấy ảnh cũng hầu hết là nghỉ dưỡng thôi, nhưng mà không có mấy ảnh là không làm việc được nha, clip nó bị rơ. Nó rơ thì chúng ta không sang số được, thành ra mấy ảnh không nằm chơi nhưng mà ảnh cũng có ra lực chút xíu chịu lại thôi. Rồi coi như là xong. Bây giờ chúng ta đưa cái tiếp này vào, chúng ta cầm clip đưa vào ngón tay nào thuận tiện mà chúng ta hãy dùng. Rồi nha, hai lông đền, một lông đền lớn, xin lỗi, một lông đền dày thì chúng ta cho nằm dưới, còn lông đền mỏng trên là để lông đền trượt, để khi chúng ta dặn cái chén vào đó nó giúp trượt, còn lông đền này canh để cho ổ clip nó có cái độ rơi nhỏ đó. Rồi sẵn chưa, chúng ta gắn vào nha. Khi chúng ta gắn vào thì chúng ta nhớ xây cái ổ clip này các bạn, xây ổ clip này nè, xây cái hướng về phía sau, xây cái chiều mà theo chiều của con chó đó cho nó trượt nó dễ vào nha. Rồi nhớ nha, đưa vào nó không vào nè, chúng ta xây nè. Ok các bạn nghe chưa, rồi xịt vào, coi như công việc đã gần xong rồi đấy. Khó khăn nhất là cái này đây. Rồi chúng ta kiểm tra lại dàn đạn. Ok đủ,
Bây giờ tới cái chén này. Chén này thì ở trên này chúng ta với chúng ta dịnh kính nha. Đừng để cái ống ống cậy trong mà nó phần ở trong mà nó tuột xuống. Rồi trên này chúng ta thả xuống vô tư. Sau đó dùng cái tuôn. Xem như chúng ta đã xong rồi các bạn. Các bạn nghe kỹ nha. Con chó bây giờ nó kêu lớn hơn. Tại vì nó khô, nó chưa có mỡ, chưa có dầu. Thành ra con chó nó nhảy âm thanh thép với thép mà. Nó là lớn. Trước khi chúng ta gắn vào thì bây giờ các bạn xem nha. Bạn xem, tại vì cũng cho hai bên đề dạng ở đây là có mỡ bò, đạn đây, đạn bên trong và bên ngoài có mỡ bò, còn ở chó thì chưa có, mà trong con chó chúng ta không được vô mỡ bò, chúng ta phải dùng nhớt, thì chúng ta có thể lúc này là dùng nhớt 30-40 nè, đó, chúng ta nhiễu vào nha, cho nó lọt vào trong chút xíu, chúng ta xay là tự động lọt vào, không nhiều nha các bạn. Rồi các bạn thấy không, tự động nó cũng rút vào nè, đúng không, nó rút vào đó. Chút xíu nữa, không được nhiều lắm. Rồi xong, đủ rồi các bạn. Bao nhiêu nhớt đó là nó nuôi chó được rồi đó. Rồi chúng ta dùng cái miếng phốt đây, cái này cũng miếng phốt đi, trong ô tô này cái miếng phốt hoặc miếng siêu gì cũng được, đúng mặt nha các bạn, hai cái mặt lưỡi nè đưa ra ngoài nè, để chặn nước, chúng ta đưa vào ém bằng tay, ém vào. Sau đó chúng ta dùng cái gì dít thế này, ta đè nó vào cho nó sụp vào trong nha, nó có cái gờ đó, nó phải sụp vào. Chúng ta dùng khăn nha các bạn, chúng ta lau những giọt nhớt trên đây cho nó sạch, để chúng ta kiểm tra xem lại, xem kỹ những cái mí nữa nè, cái miệng phốt nữa nè, miệng trong và miệng ngoài nè, hai bên đây nó có đều hay không nha, để nếu mà nó lầu ra hoặc sụp vô nhiều quá đó, thì nó sẽ có đồ hở thì nước sẽ vào nha. Rồi xem như chúng ta đã xong, chỉ còn chén này là chúng ta chưa có khóa gắn vào trong đùm, chúng ta sẽ đến cái phần lông đà này, chúng ta gắn cho đúng mặt nha, và chúng ta cho xin miếng nhớt, nhớt thôi chứ không được mỡ bò, tại mỡ bò vào đây thì vì sau này nó sẽ bị thành đất, cái này nằm ngoài chứ không có nằm trong. Tất nhiên nằm ngoài là ngoài tiếp xúc với không khí đó, không có trong kính nha. Xong, các bạn xem, đây là cái răng Runia đây các bạn, răng Runia mà trong dầu dĩa FSA và SRAM đó, hay dùng đó, đây, thì khi siết vào trong á, hai đầu trong nó bóp lại nha, nó bó cho nó cứng, để khi chúng ta đạp là nó chỉ chịu lực trên lực này, cái hai Runia này nó siết cứng, nó khóa cứng luôn, không có lỏng, lỏng thì chúng ta đạp cũng được, lỏng là đạp hoặc nó gãy này luôn. Đúng không? Rồi. Con nhổ. Những trong từ cơ khí của Việt Nam ấy, có nhiều từ chúng ta phải mượn, dùng mượn của Pháp.
và mượn từ tiếng Anh. Rất nhiều từ mà chúng ta sử dụng, dùng từ local chúng ta chế. Nó giống những cái vật gì mà chúng ta hay xài đó thì chúng ta đặt. Thí dụ như trong cái xe ô tô nó có cái lắp ở sau á, nó chạy xuống cái cầu sau các bạn. Nó có cái ổ ở trong để nó chạy với nhiều bánh răng. Thì nó giống như nó, răng nó khía mà nó cắt xéo xéo, giống y chang cái trái khóm mà chúng ta cắt gọt mấy cái mắt ra, nó có những cái rãnh chạy xéo xéo vậy đó, người ta gọi là cùi thơm. Thì trong ô tô cái đó cũng gọi là cùi thơm. Rồi, chúng ta đưa vào nha. Chúng ta đưa răng vào, đẩy cái khối lít vào cho răng Rooney ôm nhau. Sụp vào răng rồi đó, chúng ta siết theo chiều kim đồng hồ. Rồi, giờ khóa nha. Cái này khóa, cái ống nhỏ này cần hơi cứng nha các bạn, nếu không cứng là đập sẽ gãy đấy. Nó gãy khúc răng Rooney trong trong cái đầm á, nó cũng có lực nhất định, chứ không phải là chúng ta đè đầu chúng ta siết nhiều quá để không tốt. Rồi xong, giờ đến phần chén. Khóa chén này lại thì chúng ta dùng cái cạo giống như lúc ban đầu. Khi chúng lúc đầu chúng ta tháo cái chén ra thì chúng ta siết con này nè, nó vừa phải để chúng ta tháo ra. Tại vì khi chúng ta tháo ra cái chén nó chạy ra, nó sẽ bị đổi răng này ra, mà chúng ta siết cứng quá là cây này cố định bên kia, thì cái răng này nó cái chén chạy ra sẽ đổi cái này đậu ra, bị cong, có thể là phá đồ, đúng không? Thì chúng ta cho nó sụp gạt gô vô nha. Rồi bây giờ chúng ta có thể siết cứng đó, tại vì khi chúng ta siết cái chén nó chạy vào thì nó sẽ bị lỏng. Giờ chúng ta trừ hao độ lỏng, chúng ta siết hơi cứng chút xíu. Ok. Cái chìa khóa này nó không đúng với nó nha các bạn, nó hơi bị lỏng. Cái chén này siết răng trái đúng không các bạn? Đúng rồi, phải dùng mọi lớp đúng nha, chìa khóa đúng nha, không được thế này nha. Rồi thế này chúng ta dặn cũng vừa các bạn. Rồi xong, lỏng không các bạn? Chạy vào mà. Phần vệ sinh bảo trì có clip Shimano xong. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.